À đây, bún đậu mắm tôm mà con Khoa 90 đường Trần Quang Khải nhé các bạn. Tí nữa là không có bàn luôn đấy. May mà mình đi sớm. Em là kênh YouTube Phạm Dũng ạ. Chào các bạn trên kênh Phạm Dũng nhá. Dạ. Người ấn đăng ký đi. Ai mà kèm bún đậu ấy thì ghé tới quán Hào Hộ đường Trần Quang Khải, nhưng mà bán giá còn nhất, nhưng mà bán giá quầy còn nhất không? Bán giá rất là bình dân, mẹt nhỏ chỉ 70 thôi, mẹt lớn thì 140. Thứ nhất là về số lượng của cái mẹt bún đậu này, số lượng rất là nhiều. Thứ hai là về chất lượng. Mình mới ăn một vài thứ nhưng mình thấy rất là ngon các bạn. Xin chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Hiện tại thì mình đang trên đường đi qua cầu Thủ Thiêm hướng về quận 1 các bạn ơi. Bây giờ là 5 giờ chiều rồi. Giờ này cũng là giờ mọi người bắt đầu đi làm về. Thì hôm nay mình đang đi ra đường Trần Quang Khải các bạn. Mình hôm qua mình xem trên Facebook thì mình thấy là Mạc Văn Khoa các bạn. Bún đậu Mạc Văn Khoa thì trước đây có mở một cái tiệm ở trên đường Phan Huy X thì sao á, nhưng mà bây giờ có mở một tiệm ngay ở trung tâm luôn, mới mở ngày hôm qua đó các bạn. Thì hôm nay mình quyết định là mình sẽ cùng với tất cả các bạn đi vào cái chỗ bún đậu của diễn viên Mạc Văn Khoa để xem là bún đậu của Mạc Văn Khoa ở trung tâm quận 1 bây giờ sẽ ngon như nào nhé các bạn. Mình chỉ còn cách đường Trần Quang Khải khoảng 2 cây số thôi, số 90 Trần Quang Khải nhé các bạn. Mình sẽ ghé vào bún đậu Mạc Văn Khoa nha. Cái này là Vinhome nữa các bạn này, sông Sài Gòn này. Buổi chiều rất là đẹp luôn. Bên này mình nhìn về phía bên quận 1. Đây là cầu Thủ Thiêm nha các bạn. Mình thấy đường phố buổi chiều cũng khá là đẹp nên là mình quay từ ngoài này luôn. Rất là thông thoáng, mát mẻ các bạn ạ. Hôm nay ban ngày thì có thể là hơi nắng nóng một xíu nhưng mà buổi chiều mát lắm. Các bạn ơi, bây giờ thì mình đang ở đường Trần Quang Khải các bạn này. Đầu đường Trần Quang Khải nhé các bạn. Mình sẽ tìm số 90 đường Trần Quang Khải để vào quán bún đậu mắm tôm của Mạc Văn Khoa. Ở đây là số 17 các bạn ơi. Bên này là số 16. Vậy là phải đi tiếp nữa các bạn. Số 90 là đầu bên kia là. Cái đường Trần Quang Khải này thì hai bên các bạn thấy có hàng cây rất là đẹp luôn. Đường này thì lúc nào cũng mát các bạn ạ, tại vì có cây rất là cao, nó che được cái ánh nắng mặt trời á. Đường này thì cũng nổi tiếng về bán các loại đề can, rồi đèn xe, đề can dán xe đó các bạn, rồi gương, các cái phụ tùng về trang trí xe máy, mô tô, ô tô các bạn. Ở đây cũng rất là gần cây Nhiêu Lộc nhé các bạn. Phía bên này là cây Nhiêu Lộc này, là đi về cầu Hoàng Hoa Thám. Cầu Hoàng Hoa Thám thì bắc qua kênh Nhiêu Lộc các bạn. Bây giờ mình sẽ tìm xem là quán bún đậu mắm tôm ở số 90 đâu. À đây, bún đậu mắm tôm mà con Khoa 90 đường Trần Quang Khải nhé các bạn. Giờ sẽ gửi xe rồi vào xem nó ngon như nào nhé các bạn ơi. Bây giờ mới là 6 giờ, 7 giờ là đông không có bàn luôn này. Ủa các bạn ơi, 7 giờ đông không có bàn luôn nhé các bạn. Bây giờ mình sẽ đi vào bên trong nha. 90 đường Trần Quang Khải này bây giờ đang giảm 20% á. Rồi đi vào. À, đang còn các cái hoa chúc mừng này. Bún đậu mắm tôm Mạc Văn Khoa nhé các bạn. Bên này thì cái điều đầu tiên mình có thể cảm nhận được là rất là sạch sẽ, thoáng mát. Ở bên này có nghệ sĩ Hứa Minh Đạt và Lâm Vĩ Dạ này. Rồi đi vào nhé các bạn. Đồng quá. Tí nữa là không có bàn luôn đấy. May mà mình đi sớm. Ừ, thơm quá. Vào đây là mình ngửi thấy mùi bún đậu mắm tôm à. Đây này. Rất là đông khách các bạn. Em ngồi bàn này được không chị? Bàn này cho nó gọn này. Ngồi đây đi, cảm ơn nhé. Ồ, trong này còn bàn nữa này các bạn này. Có trên lầu nữa hả chị? Dưới đây thôi đúng không? Ở bên này thì mình như mình nói lúc đầu các bạn, rất là sạch sẽ thoáng mát luôn. Vào rất là thoải mái các bạn. Và cái mùi mắm tôm á rất là thơm luôn. Bạn nào thích ăn mắm tôm vào đây mùi mắm tôm thơm lắm. Cho mình mệt hai người đi. À, mệt đặc biệt. Đặc biệt ở đây là 140k ha. Ở đây có cả bún đậu chay nữa các bạn này. Rồi đồ ăn thêm, các loại đồ ăn thêm thì các bạn thấy có 15, 20k hoặc 35k là cái dồi sụn. Cái dồi sụn này rất là ngon nha các bạn. Đấy, mình sẽ ăn cái phần đặc biệt 140k. Có nước sấu hay gì? À, bên này là cái menu nước này các bạn này. Đây, cho em hai nước sấu đi.
có rất là nhiều nước nha, nước ngọt có, nước mơ, nước xấu có và sữa đậu nành có luôn. Nhưng mà mình đúng rồi. Đây, bây giờ là bún đậu Mạc Văn Khoa là có 3 chi nhánh nhỉ các bạn ạ. Chi nhánh 1 là quốc lộ 13, phường 26 quận Bình Thạnh. Chi nhánh 2 là đường Phan Huy Ích, phường 4 quận Gò Vấp. Thì cái chi nhánh đường Phan Huy Ích này mình từng ghé rồi, có quay cho bạn xem rồi. Và hôm nay mình tới cái chi nhánh 3 là đường Ủa? Vậy là 4 chi nhánh à? Anh Khoa trước 4 chi nhánh lận à? Ở trên này là in 3 chi nhánh các bạn ơi. Đường Nguyễn Cửu Phú, phường Tân Tạo, quận Bình Tân. Mạc Văn Khoa này. Cái chi nhánh này là chi nhánh thứ tư của bên mình đúng không? Cái chắc là cái này là chưa in kịp đó các bạn. Đấy các bạn ơi, mình đồ ăn của mình vừa ra này rồi. Nhưng mà rất là tình cờ luôn, hôm nay mình lại gặp Mạc Văn Khoa đang ở đây luôn các bạn. Mình sẽ xin phép là lại hỏi Mạc Văn Khoa một xíu nha các bạn. Rất là tình cờ, rất là vui các bạn ơi. Có Mạc Văn Khoa đang đây này. Đó, đang đứng kìa. Ôi, rất là mừng các bạn. Mình tưởng là anh ấy sẽ đi diễn, nhưng mà không ngờ anh có đây. Đang trò chuyện với khách. Đây. Đợi anh trò chuyện khá xíu nha, ăn hết đấy các bạn. Không ngờ là một diễn viên rất là nổi tiếng vừa rồi mới đóng xong bộ phim Lật Mặt 4, Nhà Có Khách của Lý Hải, nhưng mà vẫn dành thời gian ở cái quán này để tâm sự với từng khách một như ngày hôm nay các bạn. Quán hôm nay là ngày thứ hai hoạt động rồi. Đây. Đợi anh trò chuyện xíu nha. Đấy. Cảm ơn từng khách ạ. Đợi xíu nha các bạn. À, em chào anh. Rất là mừng khi mà hôm nay em vô tình tới đây thôi, nhưng mà lại gặp được anh Mạc Văn Khoa đang ở đây. Thì anh có thể chia sẻ một xíu là với bây giờ là chi nhánh thứ tư đúng không anh? Tại sao mình lại quyết định là mở cái đường Trần Quang Khải này? Tại vì là cái đường này nó cũng không nổi tiếng về đồ ăn lắm ạ. Như chia sẻ là một dạ. Người mấy quán kia thì ở xa, cho nên là nhiều người muốn ủng hộ thì bạn bè hay là dạ. Những ai ở gần thì trung tâm thì muốn ủng hộ đi xa quá. Dạ. Nên là Khoa mới quyết định là mở một quán đây, nó không phải là rộng đâu, nó cũng vừa ấm cúng được dạ. Hai chục bàn. Để những ai mà còn nhất thì tới ăn dạ. À, thậm chí thì mặt bằng thì là cái duyên đối với mình dạ. À, cũng kiếm nhiều đường khác, nhưng mà tự nhiên cái đường này nó hợp với mình coi đấy thì ok dạ. À, có duyên với mình với đường này, với lại bố Khoa tên là Khải, cho nên là đường Trần Quang Khải là vậy là bố mà con Khoa là tên là Khải, nên là mình mở trên đường Trần Quang Khải này. Không biết là cái việc mà tìm mặt bằng đây có khó không anh? Thì nói chung là muốn mở quán cái mặt bằng là cái khó nhất dạ. Hôm bữa kiếm cả tháng không được, nhưng có những cái thì kiếm hôm trước hôm sau được, bởi vì nó có duyên với mình. Dạ dạ. Thì em cũng được rất là nhiều người nói là mà con Khoa vừa mới mở quán bún đậu tới review đi, thì không biết là anh có thể chia sẻ một vài lời cho các khán giả đang xem kênh em mà được gặp trực tiếp mà con Khoa ngày hôm nay không ạ? Kênh Phạm Dũng ạ. Em là kênh YouTube Phạm Dũng ạ. Chào các bạn, trên kênh Phạm Dũng nhá. Dạ. Người ấn đăng ký đi. Ngoài buôn bán thì chung là để tập trung buôn bán, không tập trung ở đâu, để người nhà Khoa mở cơ sở, người nhà làm. Dạ. Khoa vẫn phải đi làm nghề, nhớ ngày hôm nay khai trương, nhớ mai cũng đi sáng mai rồi đi ra Tây Bắc quay rồi. À. Chỉ mong là mọi người ai mà kèm bún đậu ấy thì ghé tới quán ủng hộ thương Trần Quang Khải, nhưng mà bán giá còn nhất, nhưng mà bán giá của anh còn nhất không? Bán giá rất là bình dân, ngàn nhỏ chỉ 70 thôi, ngàn lớn thì 140. Dạ. Nói chung là mọi người cứ tới ăn đi, nếu mà ngon thì quay lại. Dạ. Không biết là trong những ngày khai trương này mình có chương trình gì đặc biệt cho mọi người không anh? Khai trương thì giảm giá 20% một tuần đầu tiên. Dạ. Rồi, cảm ơn anh Mạc Văn Khoa rất là nhiều. Chúc quán anh ngày càng phát triển và có nhiều khách hơn ạ. Cảm ơn em. Dạ. Đặc biệt là chúc sự nghiệp diễn xuất của anh ngày càng bay cao bay xa hơn và được nhiều khán giả yêu quý hơn. Rồi, cảm ơn anh. Đấy các bạn, rất là vui khi mà hôm nay mình tới đây mình được gặp Mạc Văn Khoa đó các bạn. Cũng rất là bối rối, mình chưa có chuẩn bị nhiều câu hỏi, nhưng mà chỉ hỏi một hai câu vậy thôi để các bạn cùng xem. Và anh cũng rất là bận nữa. Bây giờ mình thưởng thức bún đậu mắm tôm nha. Đây. Đây bạn Diễm ơi. Mừng quá, hôm nay vô tình lại gặp được Mạc Văn Khoa đây. Mai anh phải đi Tây Bắc đi diễn rồi các bạn. Đây. Mời các bạn nha. Đây là cái mẹt lớn nha các bạn, mẹt 140k này. Bây giờ mình sẽ xem trong này có gì nha. Cái này là mình không phải đem đường mà ta. Không, chắc là theo ở đây chị ơi, ở đây là không có đường đúng không ạ? Hay là chưa sẵn rồi đúng không? Chưa. Hết đường các bạn ơi. Các bạn thấy trên bàn cũng rất là đơn giản nhưng mà đầy đủ. Ớt này. Đã. Ớt tươi này. Tắc này. Đây là 2 ly nước sấu nha các bạn. Và đây có một cái hũ đường và hai chén mắm tôm. Bạn Diễm sẽ pha cho mình nha. Mắm
chung là quán mới mở mà với lượng mọi người tới đều ủng hộ như thế này. Đấy, để bạn Diễm pha này. Nhìn cái mẹt bún đậu ở đây mình đặc biệt thích cho các bạn. Mình thích đầu tiên á là các bạn biết cái gì không? Các bạn nhìn đây các bạn đã biết thích cái gì chưa? Mình thích nhất là cái dồi này các bạn này. Cái dồi sụn này rất là ngon nhé các bạn. Mình để ý là ở đây có cái phần thịt luộc này các bạn. Thịt luộc này hình như là thịt chân giò á. Nên là cái phần nạc, phần gân nó sẽ nhiều hơn là phần mỡ. Và có chả cốm này. Bây giờ mình sẽ cùng với tất cả các bạn thưởng thức nha. Để bạn Diễm pha nước chấm nha các bạn. Bây giờ mình sẽ quấy đều cái mắm tôm này lên nha. Bạn Diễm đã bỏ đường và tắc vào đây rồi. Bạn nào muốn ăn cay thì bỏ ớt nha các bạn. Mình thì không thích ăn cay các bạn ạ. Cũng có nhiều bạn xem kênh mình thì chê mình về cái yếu điểm là không biết ăn cay. Mời các bạn nha. Đây. Bạn Diễm có thể gạt bớt cái rau để cho các bạn thấy. Tại vì có rau nó che mất này. Đây. Có rau nên là người ta bị che mất rất là nhiều đồ ăn ở đây nha các bạn. Đây là thịt nhiều lắm. Đấy. Nãy rất là tình cờ gặp Mạc Văn Khoa nên là mình chưa có hỏi được nhiều các bạn. Mình không chuẩn bị. Mình không ngờ là gặp Mạc Văn Khoa ở đây luôn. Tại vì mình nghĩ là chỉ tới ngày khai trương thôi. Nhưng mà hôm nay đã ngày thứ hai rồi vẫn ở đây. Đây. Các bạn thấy này. Bạn Diễm lấy nốt cái rau này đi cho các bạn nhìn rõ này. Cứ để bên này này. Đây. Đấy các bạn thấy chưa? Một mẹt cái này là 140k và mẹt đặc biệt nhé các bạn. Có hai cái phần chả cốm luôn. 140. Đấy, hai phần chả cốm rất là lớn đây nha các bạn. Đấy. Rồi cái này là chả gì nhỉ? Nem rán đúng không? Mình không dành cái món này lắm các bạn. Nem rán. Và mình rất là thích cái dồi sụn này. Cái này chả tôm. Đang nóng hết nha các bạn. Này chả tôm này. Thịt luộc này. Không thể thiếu là đậu phụ chiên giòn các bạn. Đấy. Diễm à. Rồi chấm mắm tôm trước nha các bạn. Để biết là cái mắm tôm có ngon hay không các bạn. Kinh nghiệm của mình nha. Mình cứ dùng một miếng bún này này. Chấm thử qua mắm tôm trước. Rất là vừa ăn lắm các bạn. Ngon lắm. Giờ mình sẽ ăn dồi sụn nha. Dồi sụn rất là giòn và đang nóng các bạn. Không biết là trong này ướp cái gì nhưng mà cái mùi ướp thơm lắm. Rất là thơm. Có vẻ là người ta cho một cái lá gì đó có hương vị của cái lá mà mình không nhận ra được. Đúng rồi. Trong cái dồi này có một cái mùi ướp của cái lá gì rất là thơm các bạn. Phải chia sẻ thật lòng với các bạn luôn là khi mà tới cái quán đầu tiên của Mạc Văn Khoa trên đường Phan Huy Ích, mình và bạn Diễm và một người bạn nữa cũng có một vài điều không hài lòng. Nhưng mà có một vài điều không hài lòng cũng một vài điều nhỏ nhỏ thôi các bạn. Nhưng mà khi mà tới quán này các bạn này, mình vừa mới đứng ở ngoài cửa quán là mình đã cảm thấy hài lòng rồi. Về vệ sinh sạch sẽ thoáng mát. Và khi mà vào cái nhìn cái mẹt bún đậu các bạn thì mình ưng luôn. Với 140.000 một mẹt như này thì không thể chê được các bạn. Ở đây là trung tâm quận 1. Chi phí mặt bằng nhân viên tất cả các thứ đều rất là cao. Nhưng mà thứ nhất là về số lượng của cái mẹt bún đậu này, số lượng rất là nhiều. Thứ hai là về chất lượng. Mình mới ăn một vài thứ nhưng mình thấy rất là ngon các bạn. Và cái mắm tôm này rất là vừa. Ngon quá. Và đang nóng nha các bạn. Các cái nguyên liệu trong cái mẹt này đều đang nóng hết. Ngon quá bạn ơi. Bạn nào mà sợ ăn thịt mỡ thì bà chỉ những quán khác thì ở đây mình có cái thịt giò. Thịt này thịt chân giò các bạn.
ngon quá. Bây giờ mình sẽ đặt cái máy quay xuống đây để các bạn xem cho rõ nha. Mình cầm này cũng hơi khó ăn các bạn. Rồi, mời các bạn nha. Ngon quá. Cái vị mắm tôm ở đây rất là vừa các bạn. Hai muỗng đường với một trái tắc các bạn nhé. Hai tắc hai đường. Bây giờ mình ăn chả cốm nha các bạn. Chả cốm rất là thơm. Cái cốm màu xanh xanh đó các bạn. Cốm này là gạo non đó. Cái lúa non đó. Ngon á. Anh biết cái gì tính tiền không? Bồ hả? Đây đúng không? Có vợ sắp cưới của Mạc Văn Khoa đây luôn các bạn ơi. Bạn Diễm vừa nhận ra. Đeo khẩu trang tính tiền các bạn. Ngon á. Bạn nào mà ăn ít ngọt đó các bạn thì các bạn có thể bỏ bớt đường lại một muỗng đường thôi là vừa rồi. Bạn Diễm ăn hết rồi, sụn với mình nhỉ các bạn. Mọi người nhìn thấy rất hơi nhỏ 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 vậy thôi nha, nhưng mà rất là nhiều và rất là chất lượng, rất là vừa ăn. Ngon lắm các bạn. Ở khu trung tâm này á, mình mỗi lần mình đi ăn bún đậu á thì mình hay ăn bún đậu Cầu Gỗ các bạn. Và mình không tìm được cái quán nào mà ngon hơn bún đậu Cầu Gỗ cả. Nhưng mà khi Mạc Văn Khoa mở chi nhánh này thì mình tin chắc rằng đây sẽ là đối thủ mà cạnh tranh rất là đáng gờm của bún đậu Cầu Gỗ các bạn ạ. Mình cảm thấy cái độ ngon đó các bạn. Mỗi nơi thì nó có một độ ngon riêng, nhưng mà mình cảm thấy là cả hai nơi đều rất là cuốn hút với mình về cái hương vị. Nhưng mà mỗi chỗ cái hương vị nó lại khác nhau. Đúng rồi, mỗi chỗ nó có một hương vị khác nhau, tại vì đầu bếp nó khác mà các bạn, cái cách chế biến khác mà. Mình từng nghe một vị đầu bếp người ta nói á, trong cùng một quán, cùng một nguyên liệu, cùng một cách nấu, nhưng mà hai đầu bếp nấu hai nồi nó sẽ ra hai vị khác nhau. Mặc dù là cũng là bún đậu mắm tôm thôi, cũng là thịt luộc, đậu hũ, chả cốm, nhưng mà nó tạo được hương vị riêng các bạn. Đông quá. Ngon á. Bạn nào mà tới đây ăn thì mình nghĩ là nên xác định trước tư tưởng là sẽ phải chờ nhé các bạn. Quán đông khách lắm. Giảm giá 20%. Nò các bạn. Mình thích cách chiên đậu hũ đây các bạn. Cái đậu hũ đây này, mình đã chiên nó vàng đều và nó không bị quá giòn. Nó vừa mềm, bên trong nó đang còn mềm, ở bên ngoài nó giòn. Có nhiều chỗ các bạn chiên đậu hũ á, đây các bạn thấy này, bên trong cái phần trắng này nó còn nhiều nha. Nhiều chỗ người ta chiên cái đậu hũ này là bên trong nó xốp luôn, nó không ngon. Đó là theo cái sở thích cá nhân của mình, và nhiều người cũng thích như mình, tức là chiên nó giòn đều, vàng đều, nhưng bên trong vẫn còn cái đậu hũ trắng này. Thì nó ngon hơn là mình chiên nó giòn hết đi, nó bị mất cái vị đậu hũ. Mà đây chiên rất là ngon. Cái miếng bún ở đây các bạn thấy không? Cắt cũng rất là vừa. Vừa một miếng ăn rồi các bạn. Đó. Bạn Diễm dừng rồi à? Mình đi ra live về mình đang bị ốm mà. Bị mệt mệt trong người á. Có một số bạn comment bảo là mình đi quán bún đậu mà quán Khoa đi,
Rồi cũng tình cờ là ngay lúc đó thì bạn Diễm đang xem Facebook thì thấy Mạc Văn Khoa có đăng clip lên trên YouTube đúng không bạn Diễm? Trên YouTube thấy Mạc Văn Khoa đăng lên, tức là mình quyết định mình đi luôn. Chứ thực ra mình đang ốm như này, mình cũng kiêng mắm tôm các bạn ạ. Nhưng mà vì tất cả các bạn nên là mình quyết định mình tới ăn luôn. Nhiều lắm mọi người ạ. Ngon quá. 140 cho 2 ly nước sấu khoảng 30 nữa đi. Đồng nhau 10 cho 70 thì cùng mình có người là 8 mấy. Được giảm 20% đó các bạn. Ngon quá. Bạn Diễm ăn ít quá, bây giờ mình một mình chiến đấu là hơi mệt đấy các bạn. Chả cốm rất là nhiều này. Mình có một anh bạn rất là thích ăn cái chả cốm này luôn. Cái màu bánh cơm này cũng hơi lạ. Cái mắm tôm đó, nó phải xanh sẫm như này mới ngon nè. Cái màu nó xanh như là các bạn hồi xưa mà hay dùng cái lọ mực á, bút máy các bạn. Cái mực xanh nhá. Thì nó phải xanh chấm như vậy á, đúng không? Ngon lắm. Hai người mà một mẹt lớn này phải đang rất là đói mới ăn hết được các bạn. Ở đây cũng rất là gần khu Phan Xích Long các bạn. Bạn nào chơi đi chơi bên khu Phan Xích Long này có thể ghé qua đây ăn. Thực tế thì cái đường Trần Quang Khải này cũng không có dài đâu, có khoảng hơn cây số à. Và cái địa chỉ này cũng rất là dễ tìm nữa. Ở đây có chai xịt kháng khuẩn tinh dầu tràm. Nhưng mà mình nghĩ bọn corona này nó không quen với mắm tôm đúng không ạ? Nó gặp mắm tôm chắc nó cũng đi hết rồi. Quán xung quanh quán là mùi mắm tôm rất là thơm. Đây là cô Ne nha, mọi người ăn cho thơm miệng. Các bạn thông cảm là mình ăn hơi lâu một xíu nha. Tại vì là mình gọi cái mâm đặc biệt nó nhiều quá. Ngon quá bạn, hương vị hài hòa tuyệt vời. Ngon quá bạn ơi, làm cái rau thơm nha. Còn Diễm đấy sao mà con qua này. Mình dừng ăn đấy các bạn ơi, no quá. Bây giờ mình làm đi nước xấu nữa mà. Thực sự là hai người mà ăn cái mâm này là hơi mệt đấy. Ba người cũng ok. Ba người ăn cái mệt đặc biệt này là cũng vừa các bạn. Mình ăn xong mình còn đi uống nước rồi mình cà phê nữa là vừa. Nếu mà ăn nhiều quá thì mình nghĩ là sẽ sợ bị mập. Mời các bạn nha, nước xấu nha. Vô bạn Diễm à. Thank you.
quá đã đâu bạn ơi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, nãy giờ đã xem mình review cái mâm cái mẹt bún đậu đặc biệt ở quán bún đậu mắm tôm Mạc Văn Khoa, chi nhánh thứ tư ở đường Trần Quang Khải, số 90 Trần Quang Khải. Bây giờ mình sẽ quay bên ngoài một xíu nữa và mình kết thúc video nhé các bạn. Đây là phía bên trong quán này, lúc nào cũng đông hết, các bạn này vừa mới đi luôn á. Còn mình với bạn Diễm mình ngồi đây. Đấy, các bạn thấy là hiện tại là không có bàn nào trống nha. Nên là lúc nãy mình mới vào quán này, anh nói là 7 giờ á, là phải xếp hàng luôn. Bây giờ là gần 6 rưỡi rồi. Mình nhìn một xíu về cái kiến trúc ở đây nhé bạn. Thế bao nhiêu bạn Diễm? Thế còn 140 à, được giảm 20% ha. Mình một cái mẹt bún đậu này, hai ly nước này, hai cái khăn này là hết có 140 rồi. Đấy. Đây là cái hình Mạc Văn Khoa hôm vừa rồi có nói là tới đây các bạn chụp hình check in được này các bạn này. À, bún đậu phải có mắm tôm, muốn ăn bún đậu phải ôm tấm hình. Bạn Diễm ơi, ôm tấm hình thử coi. Ý Mạc Văn Khoa là các bạn tới đây ăn bún đậu là phải ôm cái hình Mạc Văn Khoa này các bạn này. Ăn rồi nên thôi hả? Ăn xong rồi nên thôi luôn các bạn ơi. Ở đây có mấy bức tranh quê này. Mạc Văn Khoa vẫn đang ở đây nhé các bạn, phục vụ như là nhân viên bình thường luôn. Đấy. Đây này, Mạc Văn Khoa cưới trâu này. Ôi dồi ôi, ăn bún đậu em ơi. Đây. Quán đông quá các bạn. Bên trong này là khu vực tính tiền rồi làm đưa nước ra này. Còn chuẩn bị bún đậu ở trên lầu các bạn, nhưng mà mình không lên lầu đâu. Đây. Cảm ơn anh. Mình ăn xong rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Chúc anh quán ngày càng phát triển nha anh. Okay. Chào anh. Dạ. Đấy. Đây, mọi người đang vào rất là nhiều các bạn. 90 đường Trần Quang Khải nha, đây này. Đây, các bạn thấy là bây giờ mới 6 rưỡi chiều thôi. Cái đường Trần Quang Khải này nó cũng không có bị kẹt xe đâu các bạn. Nên là các bạn đi tới đây ăn cũng rất là thoải mái này. Và bạn nào mà có muốn trang trí xe máy của mình nhá, thì gửi xe máy đâu bên đây này. Người ta làm xong rồi, mình ăn xong mình quay ra mình lấy xe các bạn. Tại vì cái đường Trần Quang Khải này rất là nổi tiếng về trang trí xe máy rồi. Rồi. Bún đậu mắm tôm Mạc Văn Khoa, số 90 đường Trần Quang Khải nhé các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi video này. Bây giờ thì mình xin được phép kết thúc video đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.